mình sẽ làm máy bay để mình lái được. Bình thường máy bay giấy mình chỉ phi đúng không, nó bay đi đâu thì bay đúng không, nhưng máy bay này mình sẽ lái được. Quan trọng nhất là mình có giấy báo, phải giấy báo nhá, tại vì giấy báo nhẹ. Còn giấy A4 dùng để in giấy trắng bình thường ấy thì nó sẽ nặng, thì bay nó sẽ khó hơn. Minh Anh sẽ vẽ trên tờ giấy báo này một hình chữ nhật theo kích thước chú đã ghi ở trên này rồi, để cho dễ nhớ và dễ xem nhá. Đấy, là mình sẽ có chiều dài của cái này là 22cm này, chiều rộng của này là 4,5cm này. Đấy, và hai đầu này nhá, mình sẽ lấy hai giải 3cm ở mỗi đầu như này. Nhưng đoạn này mình không cắt ra nhá, mình chỉ cắt hình chữ nhật này thôi. Đây, chiều dài này là hai, đây gọi là chiều dài này là 22cm này, đây chiều rộng là 4,5cm này. Đấy, bây giờ là đây giấy báo đây. Đấy, mình sẽ vẽ và cắt ra một hình chữ nhật theo kích thước vừa xong, đúng 22 vào đấy, đúng rồi đấy, vạch xuống, vạch thẳng xuống tô tô đi để mình lấy dấu. Đấy rồi, được 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 chưa, 22cm đúng không. Đấy, đây nhá, thế là chiều rộng mình là sẽ là có 4,5cm này chưa, mình đã lấy dấu ở đây rồi. Rồi, quá hay luôn đó. Rồi, quá giỏi luôn. Trên bản thiết kế là mình phải lấy hai đầu là 3cm nữa đúng không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ đo điểm ở đây nữa. Số 3. Đúng rồi. Bên này 22 trừ 3 là bằng 19 đúng không? Mình sẽ lấy ở 19. Đấy là chỗ điểm 19. Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ kẻ hai đường này để tí mình lấy nếp gấp nhá. Nào, con nối cho chú đi. Nối từ đây đến đây. Nối thẳng xuống. Ok. Bên này nữa. Rồi. Thì cắt theo mình đường vừa mình vừa kẻ xong này. Để mình có một hình chữ nhật đúng không? Hình chữ nhật theo bảng trên bản thiết kế lúc nãy là chiều dài là 22cm và chiều rộng là 4,5cm. Đấy, thì mình sẽ có một hình chữ nhật này đúng không? Bây giờ gấp nhá. Đầu tiên là mình gấp đôi này này. Dễ không? Ờ, đây là máy bay này máy bay khác, máy bay này lái được mà, nên là gấp lại sẽ khác. Gấp đôi vào nhá, chưa? Đấy, xong mình bỏ ra mình sẽ gấp đôi tiếp. Mình gấp đôi một nửa này lại này. Nó không giống kiểu nhưng mà cái lúc gấp kiểu này là nó là gấp thành một cái khác không? Đúng rồi, chú biết kiểu máy bay rồi. Nhưng mà máy bay thì không lái được mà, máy bay mình lái được nên mình sẽ gấp cái này. Giờ gấp đôi lại nhá. Rồi, lại bỏ ra lại gấp đôi tiếp nữa. Toàn gấp đôi thôi. Đấy, gấp đôi theo cái mép này, thế tức là một đoạn này sẽ bằng 1/8 của cái tờ giấy. Trời, cái máy bay toàn gấp đôi à chú? Ừ, toàn gấp đôi, đơn giản lắm, toàn gấp đôi thôi, nên là rất dễ nhớ. Nhưng mà toàn gấp đôi không phải. À, đấy rồi. Nó chả gấp đã giống đơn giản thế. Ừ, thì mình phải luyện tập mà. Đấy, bên này được chưa? Bên này gấp đôi là lấy một đoạn 1/8 này đúng không? Bên này, đến lượt bên này mình cũng làm thế. Đấy, mình đặt lại bên này mình cũng gấp như thế. Đấy, mình lại gấp đôi cái mảnh này vào này, theo cái đường nếp gấp ở giữa này. Nhưng mà chú có cho con lái không? Có chứ, con mà lái được chú cho con lái ngay nhá. Tí đã tập luyện nhá. Để chú lái mẫu xong rồi chú sẽ dạy con lái để xem con lái được không nhá. Đây, lại gấp đôi bên này nữa, lại lấy 1/8 này. Thì mình sẽ có hai bên cân nhau đúng không? Đây này chú gấp xong chú giải thích cho xem. Đấy, là bên này này, mình có 1/8 đấy đúng không? Đây này, mẫu này đúng không? Đấy, lật lại bên này mình sẽ cũng có 1/8 đây này. Thấy chưa? Rồi, thế thì đấy, bây giờ mình mới gấp hai đầu này. Hai đầu này thì mình sẽ gấp theo cái nếp 3cm lúc ấy mình kẻ đây này. Đấy, mình sẽ gấp theo nếp này nhá. À, được rồi, thế để đầu kia chú sẽ cho con gấp. Đấy, đầu này mình gấp ngược lên này rồi nhá. Thì đầu này mình lật lại mình phải gấp về phía bên này. Chưa? Đấy, gấp đi. Rồi. Rồi. Ừ, căn đi, căn đi, phải căn. Được rồi, rồi, đúng rồi, miết đi, miết đi, miết đi cho thẳng đi. Miết ở cái chỗ này này. Đấy, miết đi, miết sang hai bên, rồi. Máy bay của mình đơn giản không? Xong rồi này. Hả, cánh của mình đây. Đấy, máy bay này là cánh của mình đây. Cánh của mình đây. Thế cánh nhỏ đúng không? Mỏng đúng không? Đây, bên này, hai bên này nữa là có bốn cánh không mà. Này, bay này. Xem bay như nào nhá. À. Đấy, thấy chưa? Cầm cái cánh vạch lên về phía mình nhá.
Thế chưa? Chứ nếu mà mình cầm như này là ngược này, là không bay được đâu. Là chú thử cầm kiểu thế này. Thử thả nhá. Ra bay. Thấy chưa? Khi mà thả mình giơ máy bay ngang ra. Giơ máy bay ngang ra này. Đấy. Lúc mình thả ra rồi thì mình vuốt một tay này xuống. Thả đi, thả như chú bảo. 1, 2, 3, bắt đầu. Thấy chưa? Đấy, tấm biển nó phải sát như này này. Thấy chưa? Đấy, tấm biển nó phải sát chưa? Quay lại, quay lại.